Thưa quý vị, trong cả tuần qua, khu vực phía Bắc đã chìm trong giá rét, sinh hoạt của người dân cũng đã có nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, sang đến tuần này, giá rét sẽ có nhiều diễn biến mới. Vâng, đó là rét đậm rét hại sẽ chỉ tiếp diễn đến hết ngày hôm nay và từ ngày mai cho đến hết tuần, trời sẽ ấm dần lên, rất thích hợp cho việc dọn dẹp nhà cửa và sắm Tết, nhiệt độ từ 18 cho tới 26 độ C. Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ trong ngày hôm nay đó là Bắc Bộ vẫn có mưa nhỏ rải rác. Vì vậy, nếu có việc di chuyển ra ngoài đường thì quý vị cần mang theo mũ hoặc áo mưa để không bị bất tiện. Vâng, còn tại khu vực Nam Bộ thì vẫn là cục bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C. Và bảng nhiệt độ chi tiết sẽ có ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần tin tức cập nhật.